Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần 2 bản tin FPC Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có quyết định thay chủ đầu tư một loạt dự án trọng điểm ngành đường sắt sử dụng vốn ngân sách và vốn viện trợ ODA. Trong đó, 13 dự án dùng vốn ODA được chuyển từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về cho Bộ trực tiếp quản lý. Trong số 13 dự án dùng vốn ODA được chuyển từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về Bộ Giao thông Vận tải, có 7 dự án đang thực hiện, khoảng một nửa còn lại đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Hầu hết các dự án được thay quyền chủ đầu tư đều có vốn hàng ngàn tỷ đồng, có dự án đến hàng tỷ đô la. Đơn cử như dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 với vốn đầu tư 19.500 tỷ đồng. Tiểu dự án giai đoạn 2A Giáp Bát Ngọc Hồi, vốn đầu tư trên 24,8 ngàn tỷ đồng. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên Lào Cai, tổng kinh phí trên 5,7 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, 5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Cục Đường sắt đang làm chủ đầu tư cũng được chuyển về Bộ trực tiếp quản lý. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang tiến hành sáp nhập ban quản lý các dự án đường sắt của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và ban quản lý dự án đường sắt của Cục Đường sắt thành một ban duy nhất do Bộ trực tiếp quản lý. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo, chưa đầy nửa tháng sau lần giảm giá gần nhất kể từ 15 giờ ngày hôm nay, giá xăng RON A92 tiếp tục giảm thêm 600 đồng một lít. Đây là đợt điều chỉnh giảm giá xăng thứ 3 trong năm nay sau 5 lần tiến hành tăng giá. Với mức giảm 600 đồng một lít, giá xăng RON A92 hiện hành tại vùng 1 là 24.210 đồng một lít. Các mặt hàng như dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut cũng được điều chỉnh giảm nhưng ở mức nhẹ. Cụ thể là dầu diesel giảm 80 đồng một lít, dầu hỏa giảm 70 đồng một lít và dầu mazut giảm 60 đồng một ký. Không chỉ giảm với giá xăng dầu, Liên Bộ Tài chính Công Thương cũng đã yêu cầu ngừng trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng kể từ 15 giờ chiều ngày 18 tháng 8. Như vậy, đây là lần giảm giá thứ 3 liên tiếp của mặt hàng xăng kể từ khi tăng giá chạm mốc kỷ lục là 25.640 đồng một lít. Sau 3 lần điều chỉnh, giá xăng đã giảm 1.430 đồng một lít. Trước thời điểm giảm giá vào chiều nay, theo cập nhật của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng đã có lãi hơn 1.000 đồng cho mỗi lít xăng RON 92. Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số, kỳ này chúng tôi muốn nhắc đến con số 90. Theo Hiệp hội Thịt và Vật nuôi Australia MLA, xuất khẩu gia súc sống từ nước này sang Việt Nam đã tăng gần 90 lần trong 3 năm qua kể từ năm 2011. Cụ thể, số gia súc xuất khẩu từ Australia sang Việt Nam đã tăng từ 1.500 con của năm 2011 lên 131.000 con của năm 2013. MLA cho biết theo kế hoạch, nước này sẽ giảm xuất khẩu gia súc sống Việt Nam trong năm nay và tăng xuất khẩu sang Indonesia. Tuy nhiên, quy định giới hạn 350 kg trọng lượng đối với gia súc nhập khẩu của Indonesia khiến cho các nhà xuất khẩu Australia phải tìm kiếm các thị trường mới và Việt Nam trở thành điểm đến mới. Chuyển sang những nội dung khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa cho biết trong tháng 9 tới, tỉnh sẽ đưa ra gói tín dụng 1.000 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại trong đợt gây rối hồi tháng 5 vừa qua. Tỉnh sẽ làm việc với các ngân hàng cho doanh nghiệp vay ưu đãi với lãi suất thấp khi doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị để tái sản xuất, mở rộng sản xuất. Gói hỗ trợ sẽ được triển khai theo phương thức doanh nghiệp đầu tư 50%, vốn tỉnh hỗ trợ cho vay 50% và tỉnh cũng sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp 50% lãi suất cho vay. Song song với đó, tỉnh Bình Dương còn cho biết cũng sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp như hỗ trợ 70% tiền lương trả cho công nhân trong những ngày nghỉ việc từ nguồn ngân sách tỉnh, theo chỉ đạo của chính phủ. Miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp thuê nhà xưởng để sản xuất trong thời gian chờ xây dựng mới, cấp nhanh giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới, v.v. Trong thời gian vừa qua, tỉnh cũng đã gia hạn miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 554 tỷ đồng, miễn giảm tiền thuê đất với số tiền tổng cộng hơn 100 tỷ đồng, thực hiện miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu để sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị linh kiện bị hư hại tổn thất. Bây giờ Minh Vy xin mời quý vị nghỉ giây lao ít phút trước khi đến với những câu chuyện nổi bật ở phần cuối cùng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho cấp phép nhà đất mua bán bằng giấy tay. Cơ hội và thách thức từ chủ trương cơ quan nhà nước được phép thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin.